Rồi rồi, tiếp tục là những clip chia sẻ cho anh em đam mê. Đây là một con radio kiểu dáng giả cổ, kiểu radio xưa giả cổ. Các anh em nào đam mê chơi con này để đấu dương này, xách đi xách lại du lịch này, làm loa Bluetooth này. Này, full tần số 3 sóng FM, AM, SW, đặc biệt mua tặng các cụ hay tặng bố vợ thì hết nước chấm. Này, giá em này nhân dịp cuối năm thì em cũng sell kịch sàn cho anh em luôn. Con này rất hay và loa to, làm loa Bluetooth này, chơi Bluetooth không dây USB, thẻ nhớ, radio đầy đủ, đặc biệt pin sạc xách cả ngày vô tư luôn, pin nghe cả ngày, điện 220V. Đấy, em test luôn cho anh em nhá, test luôn. Đây. Anh vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Đấy. Mở sóng khác. Thân bác mà với thời gian dài mà Không cần kéo không anten lên luôn, được anten kế đầy hoạch đủ và này, hình dung anten đầy đủ này. thì Đấy. đó là một cái mà bác suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà đối với chúng tôi thì Nhân dịp cuối lại năm. là với cái chi Nhân tiết dịp cuối năm, nếu anh em chốt một con đài radio giả cổ này đẹp xuất sắc như thế này, em sơn tặng cho anh em thêm một cái đồng hồ smartwatch full book anh em nha. Những đơn hàng nào cứ trên 1 triệu là em tặng anh em một con đồng hồ mới cứng, đồng hồ để anh em chạy bộ, chạy thể dục thể thao, đo nhịp tim, sức khỏe rất hay. Đây đây, cái đồng hồ đây, để em đi lấy cái đồng hồ cho anh em luôn nhá. Đồng hồ đây, đồng hồ full book luôn, full ni lông hộp xốp luôn đấy, em tặng anh em, tặng anh em nhá. Cho nên anh em nào chốt đơn thì khẩn trương. Đấy. Khẩn trương chốt đơn. Chốt đơn là có quà. Chốt đơn là có quà anh em nha. Một con radio giả cổ này đầy đủ tính năng làm loa Bluetooth các kiểu, anh em mua tặng bố vợ, tặng các cụ ở quê, hoặc anh em xách đi du lịch làm loa Bluetooth quá hay, mà giá cả thì ngon bổ rẻ. Quá ngon bổ rẻ luôn. Zalo 0988 434 435 để cập nhật. Xin cảm ơn.